Cũng nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay, đoàn công tác của Đảng ủy Công an Trung ương do đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tại các khu di tích lịch sử và thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7, tổ dân phố Bàn Cờ, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ và khu di tích lịch sử quốc gia đại đội 915, đội thanh niên xung phong 91 Bắc Thái, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác của Đảng ủy Công an Trung ương kính cẩn dâng lễ, thắp nén hương thơm, bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn đối với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ. Nhân dịp này, đồng chí Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà thân nhân gia đình liệt sĩ Công an Nhân dân, thương binh, người có công với cách mạng đang cư trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Với những tình cảm nồng ấm và thân ái, đồng chí Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã ân cần thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng. Mong muốn gia đình cũng như các thành viên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, noi gương sáng trong lao động và học tập, tích cực tham gia xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.